chị ơi em mang đồ ăn trưa chị đây. Wow, hôm nay nhiều đồ ăn này, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, không biết là món gì đây. À, hôm nay thì em thấy lịch trình của chị cũng khá là dày, thế cho nên em có chuẩn bị cơm với cả gà và bò gà chị. Gà đây rồi. Dạ, toàn các món chị thích luôn. Rất là ngon, cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người ăn trưa đi nhá. Dạ vâng. À, chị Ngọc mà thường xuyên ăn đầy đủ như thế này, thế nhưng mà em thấy là chị vẫn không hề bị mập lên chút nào luôn. Cơ địa của chị thích thật luôn đấy ạ. Ừ, cảm ơn em, nhưng mà người ta thường có câu rằng là đẹp tự nhiên chứ không phải tự nhiên mà đẹp. À, có một cái bí quyết riêng, nếu em thích thì chị sẽ tiết lộ. Thế chị có thể tiết lộ cho em cái bí kíp mà trông chị lúc nào cũng thon thả và tràn đầy sức sống ấy ạ. Bí kíp thì nằm ở trong này, rất là nhỏ gọn, xinh xinh và có thể mang theo người mọi lúc mọi nơi. À, chị vẫn thường gọi đây là món khai vị cho mỗi bữa ăn. Hôm nay thì dành tặng em một gói. Em xin ạ. Chia sẻ luôn. À, mới nhìn thì trông giống như kiểu phô mai nhưng mà sờ vào lại thấy mềm mềm. Nhưng mà nhìn sờ phô lại mai thấy mềm mềm, mềm. Vâng. Ở bên trong này chính là một loại thạch. Loại thạch này thì có tác dụng là hỗ trợ cho việc giảm cân. Nghe lạ chị nhỉ, thạch giảm cân ấy ạ. Thì không biết công dụng của nó thì như thế nào. Khi mà trước bữa ăn, hàng ăn một gói này thì sẽ giúp cho việc là chúng ta sẽ giảm việc hấp thu năng lượng từ thức ăn này. Đặc biệt đó là nó làm giảm cái việc mà chúng ta hấp thụ carbon hydrate mà ở trong tinh bột. Vì vậy thì chúng ta sẽ không bị dễ dàng tích tụ các loại mỡ thừa trong cơ thể. Hằng hãy ăn thử đi để xem cảm nhận như thế nào. Dạ vâng. Đây, thạch thì rất là trong nhưng lại có mùi hương của dâu. Em thấy cũng thơm mà dễ ăn quá chị nhở. Ăn không khác gì thạch của trẻ em. Dạ vâng. Tuy nhiên thì công dụng của nó thì phải gọi rằng là có một công dụng rất lớn trong việc làm đẹp cho chị em. Rất dễ ăn đúng không? Đúng rồi, em thấy dễ ăn quá. Mà cái này, loại này thì em lại chưa thấy ở trên thị trường Việt Nam chị ạ. Chính xác, thạch giảm cân này là một công nghệ đến từ Hoa Kỳ và mới được chuyển giao tại Việt Nam. Đợt trước thì em có sử dụng các cái sản phẩm thuốc uống giảm cân ấy, thì em thấy nó rất là có hại. Nghe người ta nói lúc đầu thì mình cũng thấy thích, bởi vì là kiểu người ta bảo là sẽ giảm cái thèm muốn ăn uống ấy. Thế nhưng mà kèm theo đó là mình sẽ bị kiểu cơ thể thì mệt mỏi này, xong rồi lúc nào cũng không có sức lực để làm việc. Rồi em háo nước lắm, lúc nào cũng muốn uống nước. À, sau đó còn tim còn bị đập nhanh ấy. Em có lo lắng thì có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ bảo là bị rối loạn tim mạch, rất là nguy hiểm chị ạ. Là phụ nữ thì ai cũng thích đẹp này, và vì công việc thì chúng ta luôn luôn phải phấn đấu mỗi ngày là cơ thể phải đẹp lên từng ngày đúng không. Thế nhưng mà dù có muốn đẹp đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng luôn luôn phải lựa chọn những sản phẩm an toàn dành cho cơ thể. Như là Hằng có thể nhìn thấy đấy, ở trên bao bì cũng đã ghi rất là rõ, thạch giảm cân này có thành phần là từ bột hạt đậu trắng. Và ngoài ra thì còn có những thành phần đến từ thiên nhiên khác nữa. Chính vì vậy thì nó không gây ra những cái việc rối loạn nội tiết tố này, hay là những cái rối loạn ở bên trong cơ thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Em biết đấy, chị luôn luôn lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất có thể, bởi vì là chúng ta chỉ có một cơ thể này thôi. Để làm sao đấy để luôn luôn có một cơ thể khỏe mạnh nhất. Và một điều hay nữa ở thạch giảm cân này mà chị còn thích nữa, đấy là việc nó đã giảm việc hấp thu năng lượng từ thức ăn, nhưng nó lại giúp chúng ta là có thể là sử dụng chính cái chất béo đang có trong cơ thể để tạo thành một cái nguồn năng lượng khác. Chính vì vậy mặc dù là đi làm cả ngày này, công việc ở đài này, rồi là công việc kinh doanh này, nhưng mà về nhà thì chị vẫn hoàn toàn là có thể là vẫn có sức khỏe để chăm sóc cho gia đình. Hay hơn nữa, đấy là sau mỗi giờ làm việc căng thẳng chị vẫn có thể đi chơi golf này, hay là chị có thể đi tập gym, vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và đầy năng lượng ở trong người. Đúng rồi đấy chị ạ, bởi vì là lúc nào em cũng thấy chị là trẻ xinh này, rồi là vóc dáng thì thon gọn, lại còn tràn đầy sức sống. Chị cứ quay từ sáng đến trưa mà em thấy chị lúc nào cũng vui tươi luôn. Thế không biết là chị bận như vậy thì chị sử dụng sản phẩm No Carb Plus rồi thì mình có phải tập luyện nhiều không ạ chị? Thật ra thì cái công việc tập luyện đối với chị thì đã 10 năm nay rồi. Tuy nhiên thì đến cái thời kỳ như là Hằng đã biết ấy, dịch bệnh Covid-19 đến, vì vậy rằng là tất cả những nơi đông người đều bị cấm tụ tập và không được đến, nhất là phòng tập thì không thể đến rồi. Em rất cảm ơn chị vì chị đã chia sẻ cho em những cái thông tin bổ ích. Thì thôi em không làm phiền giờ nghỉ trưa của chị nữa, thì chị nghỉ trưa nhé, em sẽ đi đặt mua sản phẩm No Carb Plus ngay bây giờ luôn đấy ạ. Cảm ơn Hằng. Dạ vâng ạ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.